Lúc mình có giấy báo nhá, trúng tuyển nhập ngũ á, mình cũng chưa hiểu gì về bộ đội và cuộc sống bộ đội như thế nào. Nói chung là cũng như là một tờ giấy trắng vậy đó. Không biết là môi trường bộ đội trong đó như thế nào ta? Có giống như cuộc sống ở bên ngoài không? Rồi gì mà lính cũ, lính mới, rồi điều lệnh, ca chân, hành quân, rồi tân binh vỡ bát, tân binh sợ nhất là vỡ vỡ cái chén, làm vỡ cái chén ăn cơm, rồi nào là ăn cơm có ngon không, rồi nhiều thứ. Hôm nay mình xin chia sẻ lại 3 tháng quân trường nỗi sợ đối với tân binh. 3 tháng quân trường là đối với thằng nào cũng sợ, nghe 3 tháng quân trường là cực kỳ sợ luôn. Vào là thực hiện chế độ nè, thực hiện chế độ nghiêm ngặt nè, khác với bên bên ngoài rất nhiều, là ngủ sớm nè, dậy sớm nè, vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn, rồi đúng đi đúng giờ tác phong phải nhanh gọn lẹ, không thôi là bị phạt. Xếp ba lô, nội vụ là chăn mền chiếu gối cho thật đẹp, không thôi là cũng bị ra nắng buổi trưa đâu có được ngủ đâu. Mà vô bộ đội thức dậy ngủ sớm, dậy sớm nhưng mà giấc ngủ nó thường là không đủ đâu anh em. Nhiều anh em ngủ 8 tiếng, mà đây nhiều lúc anh em gác đêm nữa, gác đêm là cực kỳ nó buồn ngủ, thèm cái giấc ngủ trưa kinh khủng luôn. Mà xếp ba lô, nội vụ không đạt thì trưa ra nắng. Rồi đến chuyện vệ sinh, dọn dẹp vệ sinh phải thật sạch, mà không sạch thì anh em hiểu rồi đó, là bị phạt. Đó là những quy định của quân đội thôi, vào đó thì ai cũng phải chấp chấp hành. Mình nói không có đúng có sai, không có phê phán ai hết, kiểu như vậy. Nhưng mà vào 3 tháng quân trường là ôi chà, 3 tháng quân trường là da đen, vào nó cũng như da trắng à, da trắng cũng như da đen, mà dân đồng bào dân tộc cũng như người Kinh là thằng nào thằng nấy là đen thui, thằng nào thằng ấy đen thui. Vào đó mà nhiều anh em điều 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 nói là vào đó là sợ nắng này kia, sợ đen da, ôi thôi không như ở ngoài đâu anh em ơi, đừng có nghĩ vào đó mà chăm sóc da, làm có thời gian chăm sóc da, tôi sợ đen. Mơ đi, vào đó xác định là làn da là gì, gì ta, làn da nâu á. Hơn 3 tháng rồi, 3 tháng tân binh, điều lệnh ca chân, điều lệnh ca chân nỗi ám ảnh của tân binh luôn á. Tùy vào cán bộ chiến sĩ chứ, tùy vào cán bộ mà quản anh em cho ke chân thế nào thì anh em ke chân thế đó, 5 phút 10 phút, nhưng mà cuối cùng cũng là cái đó để rèn cho anh em tính kỷ luật, cái ý chí trong con người anh em, rồi để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là cuối 3 tháng tân binh là anh em phải phải đi điều lệnh trước một cái quảng trường mà có nhiều cán bộ cấp cao của trung đoàn hay là tiểu đoàn hay là quân khu, hoặc có thể là sư sư đoàn xuống kiểm tra. Đó là một cái nét đẹp của quân đội rồi, anh em vào đó thực hiện thôi. Nhưng mà nói đi nói lại cũng là cũng vất vả, tính ra là vất vả đó. Khó nhất là thời gian đầu vào phải phải bắt nhịp với cuộc sống quân đội cực kỳ khó khăn, nhiều lúc chưa quen thấy nó gò bó lắm anh em ơi. Anh em vào công ty thì anh em cũng biết rồi, nó gò bó. Nhưng mà nếu mà không làm vậy thì sao mà quản được số lượng lớn chiến sĩ anh em, cuộc sống là vậy.
mình không có nói là quân đội này kia, nhưng mà cuộc sống là vậy, ở môi trường nào vẫn phải có một cái tuân thủ theo kỷ luật riêng. Ôi nhưng mà tôi sợ nhất là